hỏi: "Con không biết là nên hạ thủ công phu như thế nào để tu tọa thiền, tham thoại đầu câu, niệm Phật là ai hay ai đang niệm Phật?" Đáp: "Tham thoại đầu, niệm Phật là ai, ai đang niệm Phật, tức là phải nghiền ngẫm nghiên cứu mới được, chứ không phải là dùng câu đó để hỏi. Đây là phải tham, nghiền ngẫm, cũng giống như lấy dùi khoan lỗ. Chừng nào dùi thấu qua được là biết ngay. Nếu chưa thấu qua, thì dù con có hỏi cũng không hiểu đâu. Vì là pháp môn, ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Tức ngôn ngữ, lời nói đều dứt đoạn, và chỗ tâm hành cũng diệt hết, nên không ai nói ra được. Dù có người nào có thể nói cho con biết đi nữa, thì cũng đều là giả cả.